Đoạn clip ghi lại vụ xô xát giữa tài xế Grab với nam thanh niên trên đường Kim Mã, Hà Nội vào chiều 15 tháng 10. Trong khi hai bên xảy ra cãi cọ, mẹ của thanh niên ra dựng xe máy của tài xế Grab lên. Ngay lúc đó, tài xế Grab ra đá chân vào chiếc xe, tỏ vẻ khó chịu. Người phụ nữ ra dựng xe giúp thì bị tài xế Grab phản đối. Ảnh cắt từ clip. Không giữ được bình tĩnh, cậu đàn ông đứng trên vỉa hè lao ra, tiếp tục gây hấn với tài xế Grab. Đáp lại, tài xế Grab ném điện thoại vào đối phương. Hai bên tiếp tục xô xát, mặc những người xung quanh cố gắng can ngăn. Tài xế Grab ném điện thoại vào nam thanh niên. Trước đó, tài xế Grab đã đánh nhau với một người đàn ông khác, khiến giao thông qua khu vực này bị ảnh hưởng. Chưa rõ ràng đúng sai thế nào, song hành xử của tài xế Grab đang khiến dân mạng bất bình. Hay ho gì chuyện đánh nhau giữa đường, giữa chợ. Lôi cầm đấm ra giải quyết chỉ làm mọi thứ rối tung lên mà thôi, một dân mạng bình luận. Chú ấy cũng lớn tuổi rồi mà đánh nhau e quá, nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng chơi, một người khác góp ý.